Việt Nam cần chuẩn bị gì để đại bàng SpaceX chuyển từ Đài Loan sang Lót Ổ? Ngay sau khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 trên 400 mã cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, theo tờ Reuters cũng đưa tin, Việt Nam sẽ nằm trong số điểm đến khi hãng công nghệ SpaceX của tỷ phú Musk mới đây đã yêu cầu các nhà cung cấp Đài Loan chuyển hoạt động sản xuất một số bộ phận trong chuỗi cung ứng ra khỏi nước này. Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX là một công ty tư nhân của tỷ phú Mỹ, chuyên sản xuất tên lửa đẩy và tàu vũ trụ hàng đầu của thế giới. Câu hỏi được đặt ra là vì sao các hãng công nghệ lớn của Mỹ từ trước đến nay không chấp nhận đầu tư vào Việt Nam? Theo đó, phía Việt Nam cần phải xem xét một cách nghiêm túc để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu lót ổ đại bàng SpaceX của tỷ phú Musk. Mới đây, theo công bố, hãng công nghệ Microsoft sẽ đầu tư vào dịch vụ đám mây trị giá 1,7 tỷ đô la tại Indonesia, trong lúc Amazon tiết lộ kế hoạch đầu tư tới 9 tỷ đô la tại Singapore, 5 tỷ đô la vào Thái Lan và 6,2 tỷ đô la vào Malaysia. Vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, gã khổng lồ Google cũng đã công bố đầu tư tổng cộng 3 tỷ đô la vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, quyết định vừa kể trên được đưa ra sau khi có thông tin khẳng định Google cân nhắc đầu tư vào Việt Nam trong tháng 8 năm 2024, nhưng cuối cùng Google lại lựa chọn Malaysia và Thái Lan. Điều này đã khiến cho Việt Nam lỡ một cơ hội thu hút đầu tư lớn. Theo giới chuyên gia về đầu tư quốc tế, Việt Nam đã gặp bất lợi khi cạnh tranh với các nước trong khu vực bởi hạn chế về thủ tục đầu tư, cơ sở hạ tầng cũng như thể chế chính trị, không khuyến khích các nhà đầu tư ngoại quốc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mới đây cũng đã chia sẻ với báo chí rằng ông đã chứng kiến không ít nhà đầu tư nước ngoài ban đầu rất háo hức đến Việt Nam, nhưng họ lại rời đi đầu tư ở nước khác. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, ở Dubai người ta xây dựng một thành phố với 500 tòa nhà chỉ mất có 5 năm. Trong khi đó Việt Nam với dừng quy định như trên, hiện nay có lẽ phải mất tới 1.500 năm mới có thể hoàn thành. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, trung bình để một doanh nghiệp hoàn thành thủ tục hành chính tại Việt Nam là mất 384 giờ trong một năm, cao gấp 3 lần so với Singapore và gấp 2 lần so với Malaysia. Đáng chú ý có tới 58% doanh nghiệp FDI cho rằng thủ tục hành chính phức tạp là rào cản lớn nhất khi đầu tư vào Việt Nam. Đa số các nhà đầu tư ngoại quốc thường xuyên phàn nàn về những vấn đề trở ngại mà họ thường xuyên phải đối mặt như cơ chế xin cho, luật pháp mâu thuẫn lẫn nhau, thậm chí có những ý kiến cho rằng một chiếc bánh sô-cô-la có đến 13 giấy phép thì quản không được thì lại cấm. Câu chuyện vào tháng 4 năm 2024 khi giám đốc điều hành Tim Cook đến thăm Việt Nam với nhiều hứa hẹn tốt đẹp. Nhưng ngay sau khi Tim Cook rời Việt Nam, tập đoàn Apple đã đầu tư vào nhà máy của họ tại Indonesia là một ví dụ rõ nhất. Chỉ riêng khoản đầu tư 2 tỷ đô la của Google vào Malaysia đã tạo ra 26.500 việc làm, đồng thời đóng góp hơn 3 tỷ đô la vào GDP của Malaysia từ năm 2030. Tương tự, việc đầu tư 1 tỷ đô la vào Thái Lan cũng sẽ tạo ra trung bình khoảng 14.000 việc làm mỗi năm từ nay đến năm 2029. Ở một quốc gia vừa kể trên, hệ thống tam quyền phân lập có đảng đối lập và tiếng nói của người dân được coi trọng là những yếu tố cần thiết để đảm bảo cho việc giám sát và điều chỉnh quyền lực nhằm đảm bảo tính công khai và minh bạch. Đây chính là điều mà nhà đầu tư ngoại quốc rất mong muốn. Vì sao nguồn gốc 171 tỷ bị mất của Chủ tịch huyện Nhân Trạch vẫn chưa có câu trả lời? Câu chuyện Chủ tịch huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Giang Hương bị mất tới 171 tỷ đồng trong tài khoản sẽ xảy ra từ rất lâu. Nhưng đến nay, nguồn gốc số tiền khổng lồ đó vẫn chưa có câu trả lời. Công luận đặt câu hỏi là tại sao một nữ chủ tịch cấp huyện lại giàu có đến như thế và tại sao cơ quan chức năng xử lý vụ việc quá chậm trễ? Có hay không việc được cho là tạo điều kiện cho người bị kỷ luật có thời gian để mà chạy tội? Vào ngày 4 tháng 11, truyền thông nhà nước đưa tin thanh tra tỉnh đã ra quyết định thanh tra với cựu chủ tịch huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương với lý do có nghi ngờ dính đến việc tham nhũng đất đai trong giai đoạn tại chức. Đại diện huyện Nhân Trạch cho biết quyết định thanh tra sẽ tập trung vào nội dung xem xét trách nhiệm của chủ tịch huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương và tổ chức cá nhân liên quan về nội dung quản lý sử dụng đất công trên địa bàn. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai sau đó đã tiến hành kiểm tra và kết luận bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm kê khai tài sản không trung thực theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, bà Hương giải trình số tiền 171 tỷ là do bà đi vay mượn của bạn bè và người thân mà có. Đến tháng 6 năm 2024,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định cách chức Chủ tịch huyện Nhơn Trạch với bà Giang Hương, một yêu cầu mà công luận đặt ra với Đảng bộ tỉnh Đồng Nai cần phải trả lời câu hỏi là số tiền tới 171 tỷ đồng của bà Chủ tịch Nguyễn Thị Giang Hương có thể hiện trong bảng kê khai tài sản hay không và đã được xác minh làm rõ hay chưa. Công luận thấy rằng chỉ với một lãnh đạo giữ chức Chủ tịch huyện như bà Nguyễn Thị Hương Giang mà trong tài khoản ngân hàng đã có tới hàng trăm tỷ đồng để rồi bị lừa. Đây là điều hết sức bất bình thường. Vậy thì lãnh đạo cấp trên là bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh thì nó sẽ giàu đến cỡ nào? Đây không phải là điều lạ mà là chuyện thường ngày ở huyện. Hầu như các quan chức lãnh đạo cấp cao trong bộ máy đảng và chính quyền ở Việt Nam hiện nay đều giàu có như vậy. Mà nguồn gốc tài sản tất cả đều do tham nhũng, nhận hối lộ và vi phạm pháp luật. Hãy xem xét khối tài sản khủng cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, người cũng bị kỷ luật khởi tố bắt giam với lý do giàu bất chính, với số tiền gửi trong ngân hàng khoảng 3.000 tỷ đồng, chưa kể đến số cổ phiếu, trái phiếu có giá trị xấp xỉ 1.000 tỷ đồng như truyền thông, nhà nước đưa tin. Theo kết luận điều tra của Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an, tổng số tiền hối lộ mà Lê Đức Thọ nhận từ các bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, lãnh đạo công ty Xuyên Việt Uê, đã lên đến hơn 1 triệu đô la. Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2024, có 2.500 người được xác minh việc kê khai, nhưng chỉ có 4 người bị kỷ luật do kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Nhưng Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho rằng, kết quả phát hiện xử lý các trường hợp kê khai tài sản thu nhập không trung thực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế. Ngay sau khi trở thành người đứng đầu bộ máy đảng và nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến đồng tình cho rằng việc kê khai tài sản đối với đối tượng thuộc diện cần phải giám sát theo quy định lâu nay hoàn toàn chỉ mang tính hình thức, chỉ nhắm vào các giới chức cấp thấp cho bộ máy nhà nước mà chưa được coi trọng. Muốn chống được tham nhũng thì những người lãnh đạo cao nhất của Đảng phải dứt khoát không tham nhũng, kể cả tham nhũng quyền lực. Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn đứng vững trước mọi cuộc tấn công. Tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam gần đây đã có nhiều bất lợi cho Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của ông. Vào ngày 21 tháng 10, việc thường trực Ban Bí thư Lương Cường ngồi vào chức ghế Chủ tịch nước cho thấy sự suy giảm quyền lực của ông Tô Lâm một cách đáng kể. Đồng thời, sự kiện này đã chính thức chấm dứt nỗ lực thâu tóm quyền lực tuyệt đối của ông Tô Lâm khi theo đuổi mục tiêu nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như bên Trung Quốc. Giới phân tích đưa ra thắc mắc, trong khi các quốc gia có cùng thể chế cộng sản với Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Bắc Triều Tiên, Cuba đều nhất thể hóa cương vị người đứng đầu đảng và nhà nước, tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cương quyết cản trở, không áp dụng mô hình này? Việc Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã phàn nàn về vấn đề thể chế khi cho đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Theo giới phân tích, cái gọi là thể chế mà ông Tô Lâm nêu ra, về thực chất ông chỉ muốn thay đổi nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách truyền thống của đảng để chuyển sang mô hình nhất thể hóa như Trung Quốc hiện nay. Trong một hoàn cảnh bế tắc, đây có thể là lý do vì sao hàng ngày người ta thấy ông Tổng Bí thư Tô Lâm tìm cách đăng đàn hay công bố bài viết đề cập đến những vướng mắc trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đáng nói, ông Tô Lâm vẫn chỉ đề cập tới vấn đề đã tồn tại nêu ra cách đây hàng chục năm. Đáng tiếc, ông Tô Lâm cũng không thể đưa ra được giải pháp tháo gỡ với lý do lực bất tòng tâm. Công luận từ chỗ kỳ vọng thì sau 3 tháng đã thất vọng khi cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm suốt ngày kiếm chuyện làm quà hay chỉ nói cho vui. Vào ngày 5 tháng 10, một truyền thông nhà nước một lần nữa lại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Theo giới quan sát, phải chăng ông Tô Lâm đang muốn đề cập tới vai trò chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính? Giữa lúc quan hệ giữa Tổng Bí thư và Thủ tướng được cho là cơm không lành, canh không ngọt, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Trần Công Chính giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2 và Tổng cục Tình báo Quân đội thay cho Trung tướng Phạm Ngọc Hùng có thể là nguyên nhân. Theo giới thạo tin, những thỏa thuận của ông Tô Lâm trước đây với Hùng Tút đã bị Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng phanh phui. Theo giới phân tích, trong thời gian gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính hầu như không quan tâm đến chuyến đấu đá trong nội bộ của Đảng, chỉ chuyên tâm lãnh đạo chính phủ. Ông Chính biết rất rõ, ông Tô Lâm đã nỗ lực bắt bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn với mục đích gạt ông Chính khỏi chức Thủ tướng để dành chiếc ghế này cho đàn em. Giới phân tích quốc tế cho rằng, ông Phạm Minh Chính đã sống sót kỳ diệu. Khi chiến dịch đốt lò được khởi động thì chắc chắn ông Phạm Minh Chính sẽ là người đầu tiên ra đi.
vì ông Chính có mối quan hệ bất chính với công ty IC cũng như bà Nhàn, tổng giám đốc của công ty này. Nhưng rất may, Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là có mối quan hệ rất chặt chẽ với Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng. Phải chăng đây là lý do khiến cho ông Chính, một nhân sự tứ trụ từ đầu đại hội khóa 3 tới vẫn còn sống sót? Mới nhất, nguồn tin nội bộ của Thời báo cho biết, giới chức Đức đã không hài lòng khi Bộ trưởng Lương Tam Quang sang thăm với mục đích dẫn độ bà Nhàn IC về Việt Nam. Đồng thời họ khẳng định điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Trong khi công luận tại Đức đánh giá, vấn đề nhà nước Việt Nam thông qua Bộ Công an thể hiện một tư duy nghèo nàn và kém hiểu biết của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng như Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn đứng vững trước mọi cuộc tấn công. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.